Bây giờ mình sẽ thí nghiệm xem là cái nước ở cái mức độ kiềm khác nhau của cái máy này tạo ra nó có giống như là có đúng không. Thì ở đây mình sẽ có một cái chất để mà thử cái nồng độ kiềm. Thì mình sẽ lấy nước từ cái ly này cho đến ly này tương ứng với lại 6 cái mức pH khác nhau. Sau đó mỗi một cái ly á, mình sẽ nhỏ 3 cái giọt cái thuốc thử này. Và sau đó anh em sẽ xem là những cái nồng độ pH khác nhau nó sẽ hiển thị màu khác nhau như thế nào. Đây là kết quả, đây là nước axit, đây là nước lọc trung tính và đây là những cái bình nước kiềm. Thì cái bình nước kiềm có cái mức độ kiềm cao nhất á, thì chúng ta thấy là cái màu xanh dương nó đậm nhất và sau đó nó nhạt dần xuống đây. Có thể trong video hoặc là trong hình anh em sẽ không có nhìn được rõ ràng, nhưng mà nếu mà anh em ở ngoài như mình thì anh em sẽ thấy nó rõ ràng hơn một chút xíu. Lúc nãy mình nói với anh em là chúng ta input quá nhiều cái đồ ăn hay cái nước uống gì đó nó có axit. Thì bây giờ mình muốn chứng minh cái điều đó với anh em. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy cái nước kiềm ở cái mức độ số 1 vào cái ly này. Lấy nhiều chút, khoảng chừng 200ml đi. Đó. Cho nó đẹp. Ok. Rồi. Mình đang lấy khoảng 200ml. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái hóa chất thử này vào trong cái bình, cái ly của mình, bỏ thêm một tí xíu nữa cho nó giống lúc nãy. Thì em thấy là cái màu của nó đang ở cái mức của cái ly này đó, tức là ở cái ly mà nó có mức độ kiềm số 1. Mình sẽ rắc lên cho nó sẽ về cái màu đó. Anh thấy không, nó sẽ cùng màu với lại cái ly này, nhưng mà do nó to quá, ly này chứ, cho nó to quá. Rồi, bây giờ mình sẽ thổi hơi của mình vào trong cái ly này. Thì cái hơi của mình nó có nhiều axit, axit đó nó sẽ biến đổi màu cái này luôn. Ok. Đó, em thấy là sau khi mình thổi cái hơi có axit của mình vào cái nước có cái nồng độ kiềm số 1 đó thì nó đã đổi màu. Thì bây giờ nó đang nhiễm cái axit nhiều hơn đó. Bây giờ mình tiếp tục làm thêm một cái thử nghiệm vui vẻ khác nữa, là mình sẽ đẩy cái nước kiềm nó có nồng độ số 2 đi, để nó chui vào đây, để nó dung hòa lại tiếp. Tức là chúng ta giống như đổi chút xíu kiềm, đổi xíu axit, đổi xíu kiềm. Rồi bây giờ mình sẽ hấn cho anh em coi cái màu nó sẽ. Đó. Giống kiểu như anh em mới uống một cái ly nước kiềm ở cái mức độ số 2 vào trong cái bụng đầy axit của anh em, nó sẽ quay về như vậy. Đó. Và có vẻ như nó vẫn chưa đã lắm, thì anh em có thể nâng cái mức kiềm lên hoặc là anh em thêm cái nước tiếp. Đó, cơ bản là vậy.